Điện mặt trời tại Đồng Nai. Dự án điện mặt trời công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai do G7 Solar là tổng thầu thực hiện. Tổng công suất là 150 kW. Hệ thống bao gồm 476 tấm pin năng lượng mặt trời G7 đắt công suất 325W. 3 biến tần ABB công suất 50 kW. Hệ thống sản xuất khoảng 570 kW trong một ngày. Tương đương số tiền tiết kiệm được là 1,7 triệu. Một tháng sẽ là 51 triệu đồng. Điện mặt trời giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp là sự đầu tư hiệu quả lâu dài. Quý khách có nhu cầu sử dụng hệ thống điện mặt trời hãy liên hệ ngay G7 Solar.